Ông Nguyễn Đậu Thanh vào Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, khoảng cuối tháng 2 đến nay, nhiều người dân ở xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà bị một loại côn trùng đốt gây ngứa, gãi xây sát da, mẩn đỏ lan toàn cơ thể. Các bệnh nhân đã đi khám và điều trị tại một số bệnh viện trong và ngoài tỉnh nhưng không đỡ. Nhận được thông tin, CDC Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra giám sát dịch tễ. Qua điều tra ban đầu có 64 hộ dân với 158 người bị côn trùng đốt gây ngứa viêm da. Những người bị côn trùng đốt đều có biểu hiện vết sức da, nổi mẩn đỏ do gãi ngứa. Một số người còn ngứa toàn cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Qua kiểm tra ngành chức năng đã phát hiện nhiều côn trùng bám vào đồ dùng vật dụng trong nhà dân, một số còn bám vào quần áo, da của người dân để cắn đốt. Ngoài ra loài côn trùng này còn được tìm thấy bám đậu trên động vật. Ông Nguyễn Hữu Thanh, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, qua giám sát bước đầu xác định người dân bị viêm da dị ứng do bọ chét đốt. Đây là loài bọ chết chuyên đốt và hút máu xúc vật, thường ở nơi có mật độ xúc vật đông đúc. Khi nguồn thức ăn thiếu, chúng chuyển sang đốt và hút máu người.